Hello, chào cả nhà, mình là Andy nè. Bữa nay tối nay mình đi ba hai đứa con cái rủ mình đi coi Sinê kệ hai ca sĩ Hồng Kông á, hôm qua tới Mỹ, qua tới Cali á, thì người ta đóng phim phim tàu á, phim Mỹ mà đóng phim tàu mà đóng bên Mỹ á, thì hai người này nổi tiếng ở bên Hồng Kông thì mấy chục năm rồi, thì mình coi phim là mua vé rồi mua trên mạng á là 9:30. 9:30 thì mình đi vô cái nhà hàng này ăn với hai đứa con gái này luôn. Ăn hai đứa con gái rồi ăn xong rồi coi coi cine. Đó là 9:30 bên bữa tối ở bên bên Mỹ, cái nhà bên dưới lót á. Thì bây giờ mình vô cái nhà hàng này, nhà hàng tàu thì mình ăn với hai đứa con của mình, xong ăn xong rồi 9:30 mình đi coi cine. Hy vọng cả nhà ăn chung với mình với coi cine với mình ha. À, cái này nhà hàng nè, nhà hàng tàu nè cả nhà ơi. Nhà hàng tàu. Này nó kêu bằng ok cà phê á cả nhà. Ok cà phê. Nhà hàng này rất là đẹp, rất là rộng nha. Đó, thấy không? Cái này ăn nhà hàng tàu Hồng Kông á. Này cả nhà ơi, cái này là hoành thánh mìn nè. Hoành thánh mìn là cái này là đồ Hồng Kông nè, mì mì Hoành Thánh nè cả nhà. Đó, nó có mì cái này kiểu Hồng Kông nha. Đó, thấy không? Nó rất là ngon, Hồng Kông nó ngon hơn Trung Quốc cả nhà. Rất là hấp dẫn nha, thấy không? Rất là hấp dẫn với rất là ngon. Xào giòn của mình ra nè cả nhà ơi, mì xào giòn ra một lượt luôn. Cái này là mì mì hải sản. Mì xào giòn hải sản là mì đậu biển á. Đó, có tôm, có cá, mẹ có rau, rất là cái này hải sản nha cả nhà. Oh, thấy không, ngon không? Rồi ở đây là Hoành Thánh mì, mì Hoành Thánh á là đồ Hồng Kông á cả nhà, cái này chánh cống Hồng Kông nha. Cái này là hủ tiếu nè cả nhà, hủ tiếu nè, hủ tiếu thịt bò mềm lắm cả nhà ơi, rất là hấp dẫn nha. Hủ tiếu nè, có hủ tiếu ở đây nè cả nhà, thấy không? Hủ tiếu này không? Oh, ngon ha, hấp dẫn lắm cả nhà. Có rau nè, có cây lãnh nè, có hủ tiếu nè. Ba món thôi, ba cha con ăn ba món rất là ngon nha cả nhà. Ở cả nhà giờ mình lấy hủ tiếu nha cả nhà, mình ăn chung với ba hai đứa gái mình nha. Thì hủ tiếu đây nè, hủ tiếu nè cả nhà. Hủ tiếu này là hủ tiếu Hồng Kông, nó kêu bằng tiếng tàu, nó kêu bằng sắp sao ngò hổ, phéo mì. Thấy không, hủ tiếu này rất là mềm. Put far away. Rất là mềm nha cả nhà. Bây giờ mình ăn ăn thử ha, rồi làm cái video cho cả nhà xem ha. Ăn về ăn thử ha. Thì mình bỏ đây, bỏ giấm vô nè, cái này nè cả nhà. Oh, don't know. You just film me what I do. Đó, cả nhà. Mình ăn vậy nè cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ha, mời cả nhà ha. Cái này là thịt hủ tiếu thịt bò nè cả nhà. Nè, mời cả nhà ha, ăn thử nè cho làm cái review cho cả nhà xem ha. Ngon cả nhà ơi, béo, vừa ăn cái sauce nó rất là ngon. Hủ tiếu nè cả nhà. Rất là ngon. Thịt bò nè cả nhà. Bò này rất là mềm nha. Mềm ngon. Món Hồng Kông á cả nhà. Ngon cả nhà. Nè, mời cả nhà ha. Rất là ngon. Ăn rau nè, cái này là cay lãnh nè cả nhà. Cái này là cay lãnh, không phải cay lãnh mà cái rau gì á, rau ngọt á, ngon lắm. Có gì cả nhà ơi, bây giờ mình ăn mì xào giòn đậu biển hải sản. Cái này tôm nè cả nhà, tôm nè, thấy không, tôm nè cả nhà.
tôm này là cái này là mì xào giòn á. Ok, mời cả nhà ha. Cái tiệm Hồng Kông này nó rất là ngon cả nhà. Cái tiệm này á, thành phố là Montreal Park, rồi ở trên đường Atlantic á, Atlantic Montreal Park, là cái này là của Hồng Kông, người ta không biết tiếng Việt đâu cả nhà, người ta chỉ biết tiếng Tàu, tiếng Anh. Cái này là mì xào giòn này cả nhà, đồ Hồng Kông á, mời cả nhà ha. Ngon. Cái mì á, mì xào giòn nó rất là giòn, nó rất là béo, nó vừa ăn nó béo lắm, ngon lắm cả nhà. Nếu mà ăn đồ Tàu á, phải ăn đồ Hồng Kông mới ngon, đừng ăn Trung Quốc, chứ không Trung Quốc không có ngon, đồ Hồng Kông mới ngon. Này cả nhà, thích bò này rất là mềm nha, thịt bò này cả nhà ngon lắm. Ngon cả nhà. Nếu mà cái video này nó đứt á, cả nhà bấm đăng ký cái chữ đỏ subscribe rồi share cái video Andy cho gia đình của cả nhà xem ha, bạn bè của nhà xem ha, cảm ơn cả nhà ha. Nhớ nha, ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ nha, subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của cả nhà xem ha, ủng hộ mình nha cả nhà. Cái này là mì xào giòn đồ biển, có tôm, có cái này là có cá nữa, với có mực nè cả nhà, mực rất là giòn, mình cắn cho cả nhà xem nè. Ngon. Mì xào giòn này giòn lắm mà, nó cái sauce của nó Hồng Kông rất là ngon, cái gia vị nó ngon lắm cả nhà ơi, nó không có giống đồ Trung Quốc. Bỏ giấm vô á cả nhà, bỏ giấm đỏ vô ăn ngon lắm, nó vừa béo nó vừa chua á, ngon. Mì xào giòn nó rất là vừa ăn, nó giòn, nó tươi. Hồng Kông nó Hồng Kông nó xào ngon cả nhà ơi, mời cả nhà ha. Thấy không, có giấm này không? Ngon, ngon cả nhà, delicious. Có cá nữa cả nhà, cho cả nhà xem là cá nè, cá này cá hấp trong cái mì xào giòn á, mời cả nhà ha. Cái này là mì xào giòn hải sản. Cái cá nó rất là thơm với rất là tươi, ăn cái này đi coi sinh nê cả nhà. Bữa nay là lên chiều quẩy là Hồng Kông á, lên chiều quẩy bữa nay qua Mỹ đóng phim, lên chiều quẩy á qua Mỹ đó, qua Mỹ Cali, bên Mỹ đóng phim ở trong cái rạp hát của Mỹ á, thì con mình nó mua ba cái vé trên cái app á, thì ba cái vé là $50. Ngon, delicious. Mì xào giòn là cái mì xào giòn á, 1-10 á, mì xào giòn 1-10 á cả nhà, 1 là dở nhất, 10 là ngon nhất. Cái mì xào giòn này á là cỡ số 9 đó cả nhà. Cái sauce nó với gia vị nó rất là béo, rất là ngon với thơm. Cái mì xào giòn nó mềm. Rồi có đậu biển á. Tôm của nó trời ơi rất là tôm của nó rất là bự nha, rồi với tươi. Ngon lắm, rồi nó nêm mấy cái gia vị Hồng Kông á rất là ngon. Nhà mời cả nhà nè. Ngon, delicious nè, yeah. Look at mì xào giòn của nó này cả nhà. Ngon.
ăn đã lắm cả nhà ơi. Cái mì Sài Gòn nó 1 tới 10 á, mình đánh điểm cái mì Sài Gòn đó là số 9 đó cả nhà. Số 9 với 9 rưỡi á, rồi cái hủ tiếu á, hủ tiếu này là cả nhà. Cho cả nhà xem. Hủ tiếu nè. Hủ tiếu Hồng Kông á, xào thịt bò á là ngon lắm á, là cũng số 9 luôn á, nghe không? Mình bỏ giấm hay là bỏ ớt sa tế vô là hết sảy. Mà bữa nay mình nó không có đem ra sa tế, mình làm biến kêu quá. Ngon. Ngon cái nha. Ăn đã. Cái này là rau cai lãnh, rau của Hồng Kông nè cả nhà. Cai lãnh nè. Thấy không? Mời cả nhà ha. Bây giờ là cũng gần sắp ăn xong rồi, đi 9 rưỡi cỡn tiếng nữa là đi qua coi phim phim Mỹ, Hồng Kông qua đệ tử qua Hồng Kông qua Mỹ đóng phim đó. Nè, cái này mì nè, hủ tiếu nè cả nhà, hủ tiếu nè, bỏ giấm vô. Giấm này ngon cả nhà, giấm này, cái chai này giấm đỏ đó, giấm này ngon đó. Thấy không? Tiếng cầu nó kêu bằng tiếng cầu này là cái này là cái gì quên nói rồi, nãy giờ quên nói rồi cả nhà. Hùng châu là giấm, là hùng châu á. Nàng mời cả nhà ha. Hủ tiếu ngon lắm. Nếu mà cả nhà chưa ăn qua, muốn ăn đầu tàu á, mà ăn kiểu Hồng Kông á, cả nhà nếu mà ở cả nhà ở dưới lốt á, thôi giờ ở quận Cam á, chạy xuống lốt ăn cái thành phố nó kêu bằng Monterey Park, thì cả nhà vô cái nhà hàng OK Cafe này á, ăn rất là rẻ. Rất là rẻ, cỡ 13 đồng một dĩa à. Ăn rất là ngon. Cái này đồ Hồng Kông chánh mà nhà, đâu phải là đồ Trung Quốc. Đồ Hồng Kông. Nè cả nhà ơi, nhà mì sao giòn của nó vậy nè, thấy không? Nó có rau rồi, nó có cái mì của nó rất là giòn. Mà nó xào vừa ăn nữa, không có mặn, không có lạc. Thấy không? Nè. Rất là ngon nha, béo nữa, thấy không? Cái này kiểu Hồng Kông á. Hồi xưa khoảng 2 năm trước mình cũng làm một cái video ở đây rồi cả nhà. Cái này nó kêu bằng OK Cafe ở trên thành phố Monterey Park á, với nó kêu bằng LA á. Cái rau này cũng ngon lắm, cái này cái bạc choy. Ngon. Nè, rau này ngon lắm cả nhà. Mình đi chợ mà mình không có mua cái này, mà mình vô nhà hàng mà nó nấu mì Sài Gòn ra mình ăn, nó lạ vậy đó. Ở nhà đi chợ không thèm mua à. Có cũng mua, nó tươi cũng mua nữa. Mà vô nhà hàng Hồng Kông là rất được, nó đem mì Sài Gòn ra là ăn à. Nóng. Trời ơi, cái hoành thánh mình á. Mà hoành thánh mình kết. From number 1 to number 10 scale, how you will you rate this? Number 9, because I rate this 2-9. This is 9 too? Yeah. Cái hoành thánh mìn là cũng là số 9 đó cả nhà. Hả? So, no? No, no, là no, cái hoành thánh mìn là để mình ăn thử đi. Let me eat one.
mình ăn thử đi, mình đánh điểm cho mấy đứa con gái mình luôn, kệ mình không có ăn cái hoành thánh tụi nó ăn, mà bây giờ mình ăn luôn. Mời cả nhà. Cũng được thôi à, cũng ngon. Ừ. 1/10 á, cái hoành thánh mìn á, 1/10 á, một là dễ nhất, 10 là ngon nhất. Mình đánh điểm cái hoành thánh nó là cỡ 5 à, cũng ngon. Hoành, đừng kêu hoành thánh, đừng kêu hoành thánh mìn, kêu hủ tiếu xào thịt bò với mì xào giòn xào hải sản á. Cả nhà hiểu không? Mình ăn ăn mì xào giòn tiếp cả nhà ơi. Nè, nè cả nhà, mì xào giòn có nói nè, rất là ngon, vừa ăn mà cái mùi của Hồng Kông nó thơm lắm, nó xào ra thơm lắm, rồi nó giòn mà nó vừa ăn nữa, rất là béo nữa. Ngon, ngon lắm cả nhà. Cá này cũng ngon. Cái trong cái mì xào giòn, cái hải sản á, nó xào với cá rất là ngon. Cái này là cá phê lê á cả nhà. Cá phê lê á. Mời cả nhà ha. Ngon. Béo, vừa ăn, không có tanh, không có hôi. Nó cũng ngon. Ngon lắm. Đi đi, chụp phải đi nha. Stop playing around. Nè mì xào giòn nè. Mời cả nhà ha. Kỹ tiếng nè. Tìm dậu ơi, tìm dậu dắt cái trúng thêm. Phải đi xịt á. No. Yeah. Mình xảy ra. Ba cha con ăn ba dĩa hủ tiếu nè cả nhà, hủ tiếu nè. Isa, you're not gonna eat this? Should I give it this? Who eat it? You like this? No, who eat it? You want one thánh? We already got some. Yeah, yeah, you let eat the leftover. Yeah, I don't want it. I don't know. Yeah. It's just a little bit, but no. Eat it. Yeah. Mình ăn thử cái hoành thánh mìn coi ngon không cả nhà. Hồi nãy cái hoành thánh là dở rồi á. Cả nhà hiểu không? Khi nào mà mình đánh điểm á, 1/10 á, số 7 á là được thôi, dở. Nếu mà số 5 nó còn tệ hơn cái số 7 nữa cả nhà là không ngon á. Cái hoành thánh là không ngon. Giờ mình ăn cái mì này nữa coi. Tiếng Tàu nó kêu bằng mìn. Hoành thánh mìn. Hoành thánh mìn. Thấy không? Tiếng Việt Nam là mì. Tiếng Quảng Dĩ là hoành thánh mìn. Tiếng Quảng là hoành thánh mìn. Cái mì nó cũng được thôi, bỏ giấm vô ăn nó chua chua, đâu có hửi được mùi cái gì đâu cả nhà. Quỳnh Khánh mì dở quá. Ăn cái mì xào giòn ăn tiếp theo. Sực xay đi á. Sực xay đi đi à. Mấy cái rau của hoành thánh mì này cả nhà. Mời
cả nhà ha. Sai à, có sai á, ngon dữ lắm. Cái hoành thánh á, cái mì của mì sò giòn nó rất là giòn, ngon, béo, vừa ăn. Nó xào ngon lắm. Trung Quốc nó xào lạc lắm, Hồng Kông nó xào vừa ăn. Cái nhà hiểu không? Trung Quốc xào dở lắm. Cái gia vị của Hồng Kông nó rất là ngon. Nó rất là vừa ăn. Cả nhà nếu mà hồi nãy mình để cái địa chỉ xuống OK Cà Phê đó cả nhà. Nếu mà cả nhà muốn ăn đồ tàu mà cả nhà ở gần đây hay là ở Orange County, ở gần đây hay là ở dưới Irvine hay là Garden Grove hay là Orange County á, cả nhà xuống ở dưới lot này Monterey Park ăn thử cái nhà hàng này OK Cà Phê, ăn thử đi, không có dở đâu. Mì xào giòn với hủ tiếu là rất là ngon. Kể cái gia vị nó là Hồng Kông, nhà hiểu không? Hồng Kông làm, Hồng Kông xào, Hồng Kông nó có cái flavor của nó, nó ngon hơn, nó béo hơn, nó vừa ăn hơn. Mà Trung Quốc á, ăn lạ nhất, không, mình không thèm ăn đồ Trung Quốc đâu. Thôi mình no rồi cả nhà ơi. Ba món, ba cha con, hai đứa con gái với mình là ba nó. Nó rủ đi coi phim, nó mua cái vé cho mình luôn. Hồng Kông, cũng như là tiếng Hồng Kông là movie star là làng chì quẩy. Cái làng chì quẩy này á, là đóng phim Hồng Kông á, cũng 40 năm rồi. Mà bây giờ ảnh cũng già rồi mà ảnh đóng phim hồi xưa á, là ảnh đóng phim OK thôi. Mà bây giờ Mỹ sponsor ảnh á, qua đóng phim tàu mà Mỹ coi là ở bên Mỹ chiếu. Bên Mỹ chiếu luôn. Cái tên của nó là làng chì quẩy. No, làng chì quẩy à. No. I only know làng chì quẩy, that's it. Two main characters. Đó là. Đó, nó mua vé cho mình ở trên cái app rồi, cái điện thoại á. Thì ba cái vé là 50+ đồng. Rồi giờ bây giờ mình bao nó ăn. Giờ trước kể cái phim á, cái movie á, nó bắt đầu chiếu là 9:30 tối bên Mỹ, ở bên Los Angeles Park á. Thì mình con gái mình nó muốn coi cái mấy người Hồng Kông này qua Mỹ đóng cái phim này, thì nó mua rồi, nó năn nỉ mình đi thì mình đi luôn cả nhà. Đâu có gì đâu. Rồi ngày mai mình phải đi làm nữa. Thấy không? Cả nhà hy vọng thích cái video này á cả nhà. Thì ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ subscribe và share cái video mình cho bạn bè của nhà xem, gia đình của nhà xem ha. Ở Việt Nam mấy anh em chị Việt Nam với mấy chị Việt Nam, mấy chú Việt Nam, mấy bác Việt Nam, nếu mà coi phim của Andy bữa nay, video của Andy á, nhớ ủng hộ Andy, bấm cái chữ đỏ subscribe, share cái video Andy cho gia đình của cả nhà xem với bạn bè của nhà xem ha. Thì ủng hộ mình nha. Thì cái mình chia sẻ cái mì xào giòn là cũng 15 đồng mấy, kể nó hải sản mà 15 đồng mấy, gần 16 đô á. Thì cái sắp xào ngò hổ á, là cái hủ tiếu á, hủ tiếu xào bò á, là cũng 15 đồng mấy luôn. Thì cái hoành thánh mìn á là chắc 13 đồng. Ok. Thì ba món thôi, ăn chút giờ vừa bụng vô là coi cine ba chậm nữa 9:30 vô coi cine đủ rồi. Ha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà ha. Xin chào cả nhà. I love you. Bye bye. Bye bye cả nhà. Nhớ cả nhà ủng hộ mình nha. Bấm cái chữ subscribe và share cái video mình cho gia đình của cả nhà xem ha. Ủng hộ mình nha cả nhà. Nếu mà mình nói sai cái gì á, cả nhà tha lỗi mình ha, thông cảm mình ha, đừng có ghét mình, đừng có buồn mình nha, thương mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Nhớ nha, ủng hộ nha.
đăng ký cái chữ đỏ, subscribe và share cái video mình cho bạn bè ở Việt Nam coi, với bên Mỹ cũng bấm subscribe cho Andy nha, rồi Canada với Đức cũng bấm subscribe cho Andy nha. Một làm một cái video nào khổ lắm, không có dễ đâu cả nhà. Ok, cảm ơn ha. Cái video cũng dài rồi, bây giờ mình ăn hết rồi, mình chuẩn bị đi coi cine với hai đứa con gái của mình. Thì tụi nó bây giờ mới, bây giờ một đứa 19 tuổi, một đứa là 22 tuổi. Bây giờ nó bắt đầu nó lớn mà. Mình già rồi thì mình mà con mình muốn cái gì mình phải đi, mình phải nghe lời nó chứ. Ok. Nếu mà nó thông minh hơn mình, nó múc mình già đó, nó thích khe mình là được rồi. Nó lo mình già là được rồi. Một ngày ăn một bữa hai bữa là đủ rồi. Không, mình không có hỏi gì hết. Thì mình có ba đứa con gái thì mình mừng hết lớn. Mình sẽ cho ba đứa con gái mình hạnh phúc với sung sướng. Sung sướng rồi mạnh khỏe, vui vẻ. Ok. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye. Mà mình ăn súp bánh hết rồi cả nhà ơi. Mày Sài Gòn còn chút xíu ở đây nè. Ha, ở đây còn ăn gần hết rồi. Ngon. Ở đây là một cái nhà hàng có tivi, ở trên cái tường có tivi nè cả nhà. Rất là, nhà hàng này rất là đẹp. Đó, người Tàu không mà, thấy không? Người Tàu không mà cả nhà. Ở trong đó là mấy người sếp á, đang nấu á. Hello cả nhà, thôi mình xin chào đi ha. Mình còn một nửa tiếng mình đi chuẩn bị vô coi cine ha. Cảm ơn cả nhà xem cái video mình ha. Hẹn cái video tiếp theo bữa sau ha. Thì xin chào cả nhà, tạm biệt ha. Bye bye. Nhớ ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Bye bye.